Đến Saudi Ả Rập, Ronaldo nghe tiếng hô Messi và phơi bày God Achilles. Những năm tháng đỉnh cao chơi bóng ở châu Âu từ Sporting sang MU, đến Real Madrid rồi sang Ý khoác áo Juventus. Ronaldo dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều vượt qua và để lại dấu ấn đậm ở những nơi mình trải qua. Đến châu Á có nền bóng đá thấp hơn nhưng lại là nơi Ronaldo có những lúc lộ God Achilles. Ronaldo chưa bao giờ bị các hậu vệ chơi tiểu xảo cho đến việc các fan của đối thủ chọc giận được anh. Ấy vậy mà sang Ả Rập Xê Út khoác áo Al Nassr, Ronaldo dễ dàng để lộ điểm yếu, hay nói đúng hơn là để vết sạn rất lớn trong đời cầu thủ của mình ở điểm đến châu Á. Điểm này đã tàn phá Ronaldo và các mục tiêu lớn của anh cùng Al Nassr rất nhiều. Đó là fan hâm mộ của đối phương cứ hét lên thành từng tràng âm thanh lớn trên sân Messi, Messi, thế là trong đầu Ronaldo như phát hỏa và đánh mất tất cả. Sáng sớm 9/4, siêu cúp Ả Rập Xê Út được bán cho UAE, gồm 4 đội, vô địch và Á quân quốc gia và cúp quốc gia kéo sang Abu Dhabi thi đấu. Không cần lực lượng fan hùng hậu của Al Hilal kéo sang UAE cổ vũ cho đội nhà. Hầu hết fan hâm mộ các quốc gia lân cận đến Abu Dhabi xem trận đấu và họ cứ thích chọc Ronaldo bằng âm thanh hô vang Messi, Messi. Thế là ngôi sao lớn của Al Nassr sừng cổ và cái đầu nhanh bốc hỏa. Trận bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út giữa Al Hilal và Al Nassr cũng thế, suốt trận đấu trên sân Mohammed bin Zayed, fan hâm mộ hô vang Messi, Messi mỗi khi Ronaldo có mặt ở điểm nóng hay khi có bóng. Thế là siêu sao Bồ Đào Nha mất kiểm soát, hùng hục, manh động rồi tỏ thái độ rất khó ưa cùng hành động vào bóng rất cay cú, đánh mất mình. Những năm tháng đá ở châu Âu, chưa bao giờ fan của đội nào tìm ra điểm yếu của Ronaldo nhưng sang Ả Rập Xê Út là lập tức bị fan bắt bài. Đầu quân cho Al Nassr giữa mùa năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, sang đầu mùa này, fan hâm mộ mới biết điểm yếu của Ronaldo và họ liên tục khai thác khiến Ronaldo nhiều lần bị thẻ vàng, thẻ đỏ, treo giò qua những hành vi trả đũa thiếu kiểm soát và dẫn đến đội nhà thua đau. Nỗi đau trận Al Nassr thua Al Hilal khi ở phút 86, đội bóng của Ronaldo đang thua 0-2 thì Ronaldo bị các cổ động viên đối phương trêu chọc, lại bị cầu thủ đội bạn chơi tiểu xảo và Ronaldo thiếu kiềm chế đã tung trò ăn luôn thẻ đỏ. Fan hâm mộ các đối thủ của Al Nassr đã tìm ra yếu huyệt của Al Nassr, của Ronaldo thật hiệu quả. Al Nassr đang đứng trước việc trắng tay một mùa nữa. Al Nassr vừa bị Al Ain UAE loại ở tứ kết AFC Champions League, vừa bị Al Hilal loại ở bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út. Còn giải vô địch quốc gia thì dường như không thể đuổi kịp Al Hilal rồi. Liệu một ngày nào đó bên kia bờ Đại Tây Dương, lực lượng fan đối thủ của Inter Miami có chọc tức Messi khi hô vang Ronaldo không nhỉ?